Bệnh sỏi túi mật là căn bệnh thường gặp ở Việt Nam, chiếm khoảng 8 đến 10% dân số. Những triệu chứng ban đầu của sỏi túi mật thường không rõ ràng nên người bệnh chỉ phát hiện khi đi thăm khám sức khỏe định kỳ. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh sỏi túi mật có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Chạy mà có dòng rưỡi mệt ghê luôn. Nói bộ câu nè, biết cậu thích ăn phở là tôi nấu phở, trời ơi nước béo đó. Nghe là khoan khoái chạy nước miếng. Mấy cái món đó nó không có tốt cho anh chồng của em là đang bị sỏi túi mật. Em cho anh ăn ít như vậy rồi kiêng khem vậy làm sao làm nổi. Điều trị làm sao nó khoa học chứ không có phải là ăn uống mà một cách kiêng khem như vậy. Tôi xin hai người đừng có gây nữa ha, để tôi mời bác sĩ tư vấn đi coi cái bệnh mà sỏi túi mật á, mình ăn uống mình điều trị mình như thế nào cho hiệu quả nghe. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và điều trị bệnh sỏi túi mật? Để phòng ngừa sỏi túi mật á, thì đầu tiên là đối với những người mà đang thừa cân hoặc béo phì thì chúng ta nên thay đổi chế độ ăn uống, ăn nhiều chất rau củ, chất xơ và tăng cường hoạt động thể lực, tập thể dục thể thao để giúp có thể duy trì được một cân nặng lý tưởng. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề phòng ngừa và điều trị sỏi túi mật phát sóng lúc 12 giờ 50 phút Chủ nhật ngày 3 tháng 4 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.